Mui là ai? Hả? Là Mimi, là Jimmy, là Kamui hay sao Mi? Đúng vậy, tôi là Tigo. Đây tao đang kẹt không đóng người ta. Ai da? Cái gì vậy? Ai da? Ai da? Đừng ra nữa. Okay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chưa có đâu quay những cái video quay. Ai da? Đừng. Tất cả xin lúc. Tất cả đều là xếp xuống. Còn xuống. Xếp rồi. Ok, anh thấy đầu của tôi chưa? Anh thấy đầu của tôi chưa? Ghê luôn cái trà. Hello, đây mình chào mừng quay trở lại với channel của tôi. Và ngày hôm nay xin quay tục quay trở lại với sinh tồn một lóc ở trong Minecraft. Và ngày hôm nay là có full nồi chem của Hero Team nữa các bạn ơi. Trời ơi. Từ. Bây giờ để con kia thì ai à? Anh đang đập được cái bàn giấy tàu đập với tôi với. Chân. Ơ, Thái ơi. Trời ơi, cuối cùng cũng Thái rồi. Má ơi. Trời ơi, mệt ghê luôn. Trời. Đi đào gỗ đi con má. Trời ơi, đừng tí làm gì, đừng không làm gì. Đây, đang đào gỗ đây. Nghe chính ra ở đây có cái cây thích nhở. Tự nhiên có cái kiểu là cây mà nhiều gỗ ghê gớm luôn. Thích, đúng thích luôn đó trời. Ê, tức là tôi có một cái bàn chế tạo rồi, tôi chế tạo thêm một cái bàn chế tạo nữa mấy má. Không ngờ quá ta. Người ta đó rồi, không thông minh thì có hạn, nhưng mà những việc rảnh thì lại vô hạn mọi người, hiểu không? Có thừa. Ok. Nhưng mà thôi không sao, cũng được cái lần này là có nhiều gỗ nên thôi tha đấy. Yes, là mở rộng rồi. Giống như những công việc lần trước mà mình hay làm thôi anh em, mà bây giờ bọn mình sẽ rồi là đào đá rồi đất cái thứ này. Anh em ơi, anh em cẩn thận nhá. Anh em cẩn thận nhá, tại vì một xíu nữa nó bao tù nó spawn trên đây đó. Yes. Tiếp theo. Vừa nói xong. Từ, mọi người đặt đường chân bò lên trên đi. Đây, để mình đảm nhận cái vai trò đi mai cho mọi người ạ. Bò chưa lên trên được, bò mà lên là bò đi mất đấy. Đâu, làm sao bò đi được, bò không đi được, tại vì cái này nó giới hạn mà. Nó giới hạn người chứ còn giới hạn động vật đâu ba. Không, nó giới hạn động vật mà. Có giới hạn đâu. Nó không giới hạn động vật à. Thế thôi nhớ bò dưới đi mọi người à. Mặc dù là hơi tội chú bò nhưng mà con bò nó nhảy à. Trời ơi nhảy lâm ba la nè. Ai ok chị em ơi. Trời ơi sao chị em mà đứa sao đây có trời sớm. Em không thích trời sớm. Em chưa em là người em ơi lấy gỗ em ơi em lấy gỗ chị hả chị đào rất là mệt nha chị em lấy 10 cục đất ra chị hai mẹ xin cha mời tính ra là con nhốt cái con bò ở phía đằng dưới rồi á mà sao hai mẹ đập ra cho nó lên nhỉ? Tôi đào gỗ bà nào ơi đó là một bí thuật kiểu không đó là một bí thuật kiểu không ở trên này con đào gỗ rồi mẹ lấy làm gì nữa xin gỗ đi Em ngồi đào đất này chờ luôn á chị, không có cái gì để ăn luôn trời. Ê, mọi người ơi, thành tựu tiếp theo của chúng ta là gì vậy? Ôi, kiếm sắt anh em ạ. Thành tựu tiếp theo là kiếm sắt. Ok, bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ là đi mai, mình cần một người để đi mai với mình mọi người ơi. Chỉ cần để hai người trên trồng trọt mai giá là được rồi. Đang xuống. Sammy sẽ là người đồng hành cùng anh. Có đi. Lần trước là Sammy đồng hành cùng anh, lần này là Sammy là mình đồng hành được với hai chị em luôn rồi. Hợp lý. Đợi. Và tôi vẫn nhớ lần trước Sammy quăng cho mình đồ thì không hiểu bằng cách nào mà nó lại mất hết luôn. Giờ là biết rồi. Ôi con bò nó chạy. Trời ơi. Ai à, trời sao vậy anh em xuống đây hết vậy? Có ai có đuốc không? Tôi xin đuốc đâu đâu. Đây em mới bị lọt xong. Có ai có đồ ăn không? Cho xin miếng đồ ăn cái. Mấy cục đất nè, ăn đi anh. Có cái gì đâu bạn. Con bò đi mất rồi. Bây giờ đào cái dụng nước này rồi sao chơi? Trời ơi. Rồi xuống nó đi trời. Trời ơi đi trời. Không có đi được. Xuống dưới đi. Anh nghĩ có cái em sẽ thích, xuống đi. Salad màu hồng. Wow, dễ thương kìa. Trời ơi, thích quá à. Đây là nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta phải cố gắng đào sắt xem ạ. Ok. Sam ơi, tặng em hai cái đi Sam, để em gọi là trở về mặt đất. Về với cội nguồn. Thank you, yeah, no rồi. No rồi. Cách duy nhất no bây giờ, trời khổ quá. Bạn bò thành tựu của chúng ta là kiếm sắt à. Kiếm sắt thì mọi người đào động ra. Trời ơi, tụi mình. Thôi là nhanh đi em ơi, em chờ đợi cái gì vậy? Con bò nó nhìn em nãy trừ nha anh, trời đất ơi. Only.
đói quá gì mà. Em cũng đói nè, trời ơi không biết làm gì hết trơn. Ở đây với Cam Mui ngồi nhìn mọi thứ rất là gọi là bình yên luôn mọi người. Trời ơi, hàng tủ heo của chúng ta cần làm là trời ơi, nó chỉ đúng hàng tủ kiếm phần cứng thôi. Khoan từ từ, còn một cái chiếc phiêu lưu nè. Chiếc phiêu lưu thì ở đây là mọi người cần phải chế tạo đi bộ trên tuyết nè, giết một con quái thú bất kỳ nè. Ơi giết quái vật này có vẻ là dễ hơn nè mọi người. Có thang này. Trời ơi, chú cha cho miếng thang đi, trời ơi tôi thui hèn. Ok, mua hai chị em mình sẽ làm nông dân cho mua lấy hạt giống của em nè, mua đặt ở trên cái block kia để cho nó gọi là hứng nước mưa, được không? Nè Sam ơi, thang nè, cho Sam nữa nè. Trong cái cuộc đời này, sao phải biết được rằng ấy, để gặp được một người bạn có một ổ bánh mì mà sẵn sàng chia cho mình nửa ổ là rất là quý, Sam hiểu không? Nên Sam phải tin ở đây sao chưa? À? Ôi sao cạp nữa ổ được. Ở đây thì chỉ có ăn chứ không có ổ bánh mì đâu mà. Thì mình có 9 cục hang, mình chia cho Sam 5 cục, mình giữ 4 cục là cũng là tình bạn rồi, người ta là lòng người rồi. Lòng người. Oh my god. Trời ơi sao đào xuống cái cục này vậy? Cục gì vậy trời? Ơi hình như cái này là nó sâu hơn bình thường á mọi người. Bình thường đúng là mình rồi. Đào như này là nó xuống hết đất rồi á, nhưng mà sao giờ đào lâu ấy à? Quay. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là chế tạo một cái xô lên bắt qua xe lót cả. Ủa mà là tập kiếm hả? Gì kỳ vậy? Bây giờ em đào đây nè, bây giờ còn dư sắt nè. Ôi, nhiều sắt đấy. À mà nói chưa, ghê không? Em có rầu mà. Axelot. Trời, Axelot chắc gọi là đang nghe rất là sợ hãi mọi người. Gì có đứa nào vừa gọi tên mình mọi người. I come with you. Cái gì mà gọi? I come with you. Ôi, Mimi đang ngồi xe cầu thang nè, trời Mimi hay quá à. Thank you. Ủa sao bà Mimi này bà chế tạo hay nhanh vậy? Trời đất ơi, Mimi ngồi đào đá nãy chờ xong Mimi làm thang muốn rồi. Oh my god. Ủa, rồi có sợ Axelot kìa mọi người. Axelot. Trời ơi, mình thích Axelot lắm luôn á mọi người. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là sẽ múc một xô dung nham vào một cái xô này và chế tạo cúp chim hả? Sam ơi, có ba cục sắt dưới em chế tạo cúp chim đi Sam. Cúp chim là cúp gì? Cúp gì? Tôi gọi cúp bình thường, tôi chưa bao giờ gọi là ai để thả sòng cái con bò lên trời. Nè, bò đâu đi ra ngoài đâu chị? Bò đâu đi ra ngoài đâu không? Nè, bò đâu đi ra ngoài đâu? Đó, đâu đi ra ngoài đâu? Sao không đi ra ngoài được? Yes. Chị bơi nhìn này chị. Để múc thêm một xô nước lên nữa, để múc thêm một ly nữa nè. Oh my god, dễ thương quá à. Trời ơi. Ấy chứ bạn mình biết mà. Cái khoảng khắc mà mình nhìn thấy con Axelot này là mình nói chung là thích. Trời, nói chung là trong cái thế giới này tôi thấy Axelot tôi rất là vui mọi người. Hello. Trời dễ thương quá à. Chúng ta cái hàng ngồi đó nha. Ok. Các bạn ơi, có thể cho chúng tôi xin thêm thành tựu để chúng tôi làm đúng cái gì đó có ích đó mọi người. À, bây giờ tìm gì bro? Để tôi tìm nào này. Tìm gì vậy? Ba cục sắt cho đây, em chưa lấy nè. Đây, sẽ có thêm thành tựu nè mọi người như nè. Mình đóng chắc là có thêm thành tựu này nha. Ở đây làm gì nhờ? Như này, thêm thành tựu này, thêm thành tựu nè. Ô, sắt nè. Trời, sắt nè. Thêm sắt. Đẹp trai. Ủa, đẹp sắt à? Đây nè. Ủa, Sam có bao nhiêu cục sắt rồi? 6 cục sắt nè. 6 cục sắt hả? 6 cục sắt chế tạo cái nồi cơm điện ở bên đầu sao? What? cái gì vậy? Sao không nghĩa tôi phải tạo cái cuốn rồi tôi bao nhiêu chứ? Ok. Rồi. Rồi cho ba cục làm cục sắt nha. Ok. À không, làm cục sắt này. Đây. Giữ này để làm giáp nè, cho Sam cục sắt này. Cái địa hình này hơi xui nha, là địa hình này không có cỏ thì không thể nào mà tìm được hạt giống để mà trồng cây luôn đó trời. Tôi thì lại hơi căng rồi. Yes, lên đầu ơi, Sam ơi. Sam ơi, để anh nói cho em nghe, sống trong cuộc đời này để tìm được một người có một nồi cơm điện mà sẵn sàng quăng cái nồi cơm điện nó cho em là quý lắm em biết không? Đấy, anh quăng nồi cơm điện. Hôm nay rồi, cứ nói đạo lý cái gì? Không có tình người học hay luôn nha. Ok. Trời sắt nhiều nè, trời sao tay mình mát dữ ta, xuống đây đào toàn sắt không nè. Trời. Sắt không đây?
đây 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 đích thị là bàn tay vàng trong làng đầu sắt rồi anh em ạ. Ôi Lam ơi, Lam ơi, ôi Lam ơi, đó mình đợi tay mát đi. Em đi may thấy may mắn quá. Ủa cái này hư cấu gì trời, ủa gì một trong hai vậy alo. Trời trời, tôi may mắn quá mấy bạn. Trời trời, bro. Trời ơi, cái bạn cho mình đi mà. Ê, skeleton, skeleton. Trời mẹ bảo skeleton nó chết rồi. Trời sợ gì nó trời. Trời ơi, nó đâu? Nó chết bàn dưới kìa đó. Mở thế thành tường mới. Mình cố gắng làm mình tụ để giới lấy cục kim cương. Trời, cái hay nhất ở trong cái sinh tồn này mọi người biết là vô đó, cho nên mình sẽ cố gắng mở rộng địa hình ra để mình giới lấy thứ mà mình cần. Rồi. Không có lúa thì làm sao mà nuôi được mấy con này? Không nuôi được mấy con này thì không có thêm thành tựu thôi. Rồi, vàng có gì có thành tựu không vậy? Vàng á? Vàng thì không, vàng thì không. Vô dụng như là không vàng. Vô dụng dễ sợ. Em tôi bị đói rồi mọi người ơi. Ngọc Lục Bảo là vui nè. Tôi bị đói rồi. Lên rồi nhảy xuống lên đói em ơi. Đây chị em quánh vô cái lên. Ok. Mà sao không nói? Mà chế tạo một cái chest xong rồi để đồ trong đấy. Ok. Rồi. Bây giờ với kinh nghiệm sinh tồn bao nhiêu lâu của em thì cái địa hình này quá là xấu. Bởi vì xấu chứ không phải là xấu vừa. Ui. Đồ ăn thì quá là hạn hẹp. Trời, ăn đất ven đá không mà. Em có mấy cây táo nè, có ai đứng lấy không nè. Chờ cái tiếng bom gì? Em mới nghe tiếng bom. Mình tưởng đâu là mình phải đỡ được cái con Reaper đó là mình được rồi. Nhưng mà không các bạn ạ, mình còn phải đỡ thêm con gọi là Skeleton mới được. Để lấy xương đưa cho Mui kìa, để Mui trồng cây trồng cỏ. Đúng rồi. Có mầm đâu mà trồng. Không, phải đánh skeleton chị. Chị đánh skeleton, chị đặt cái đó, chị đặt cái bột xương xuống đất đó là nó sẽ mọc cỏ thôi. Ôi, có ai sẽ lớp này vẫn chưa chết à? Chị chết ba. Đau. Con lúa rồi, Nè, Rô, cho Rô nè, đây. Cho Rô gọi là thức phẩm trước khi Rô đi làm gì. À, rồi sắp chết rồi, nhưng mà ăn đau chết luôn. Đây là 3 cái táo cuối cùng của em đó, anh ăn đi anh. Trời ơi, rộng rồi, ok. Ôi, mọi người có hai con bò nè, wow. Khoan, mình còn một xương mà mình có thể... Quên. Rồi, đào được kim cương rồi nè, nó đụng được viên kim cương rồi nè bro. Tới đây được rồi. Đâu kim cương. Đây, xuống được viên kim cương rồi. Trời, đây, khoảng khắc quyết định cuộc đời nè. Trong đây anh. Ôi, khoảng, từ, hình như hồi nãy anh thấy đó nhiều kim cương đúng không? Đúng rồi, 4 viên lận. Này, đặt đuốc xuống đào cho nó. Ê, khoan, chưa đào, phải check kỹ lưỡng xung quanh nha. Đúng rồi, thì đó. Ok. Đủ rồi. Được viên này. Đào được không viên? Ôi, hai viên xem rồi, hai viên. Ok. Một viên nè. Trời ơi, thích quá trời chưa? Yes. Ôi, thêm một hành tụ nữa là mình được đấy ơi. Rộng nha. Sao ơi, đập hết đuốc đi. Để skeleton spam ra. Skeleton spam ra với cả là mình đi săn nhện luôn. Đi săn nhện lấy tơ để mình làm cần câu. Được á, rồi bây giờ chế tạo ra. Đấy, bây giờ mình phải đi đọc cái máy này đi anh em à, để quá nó xuất hiện ra. Đấy, bắt đầu tối dần rồi đó. Tiến skeleton dưới đây. Khó mà, lúc em đứng nghe lách của cái thằng nào. Đấy, thế này rồi tụi đi ra, nhảy lên nhá, đừng để cho nó lưới xuống nó lên được. Mình nghe thấy tiếng skeleton ở đây mọi người à, mình nghe thấy tiếng skeleton ở đây. Rất đông rồi đằng khác. Hình như ở trên. Đúng rồi, tại lúc mà em nằm lần cái lò á anh. Anh thử đào gần cái lò á, tại vì lúc em đang lần cái lò nghe lách tách gần cái lò á. Thử đi. Đây, anh đang trên cái lò. Không phải skeleton à. Em thấy rồi đây mọi người. Tôi đi chi tìm skeleton và vì một lý do nào đó mà tự nhiên nguyên một gọi là chàng trai rất đẹp trai da xanh lá rơi xuống và kiểu
Hello bố. Hello bạn. Tôi một phát nổ khá là đáng nhớ. Ơi, đi. Ơi, đây rồi. Từ, giữ lại bộ xương này, giữ lại. Ôi à, em đang dập, em đang dùng tay hơn nước xem đổ vô vô cho ta lúa này. Chị em không biết để làm cái gì hết trơn. Ôi trà. Mày bắn tao đi. Mày bắn tao đi. Em mà người chừng cây đi. Đây, được rồi. Đi hoàn tụ rồi. Rồi bây giờ tao giết mày. Mày ok có bầu xương nữa nè mọi người ơi. Ôi, đây. Em nhận thật đây. Cho xin hấp nhận thật để làm mặt lửa đây. Nó vừa ra tới rồi Sam ơi. Nó vừa ra tới rồi. Đâu 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 chú cha mà ơi. Ôi vừa đẹp. Yes. Ok bây giờ mình sẽ gọi là tập trung vào cái việc gọi là phải đào hết viên thật. Đâm ra là những cái cục kim cương này mình sẽ không làm giáp mà mình sẽ làm cái cúp nha. Mình sao mình cái lúa này nó mọc lâu gì trời. Mình làm cấp cho mọi người. Ok, Sam ơi, bây giờ đặt cái đuốc được rồi đó. Đặt cái đuốc được rồi đó. Ok ok. Trời ơi, ánh sáng. I love ánh sáng. Chết trời. Ôi trời ơi, tôi nhớ những tháng ngày gọi là tươi sáng của chúng ta quá. Đây rồi, có đuốc rồi. À, tao muốn nó có một quả trứng nè. Ai ăn trứng? Luộc chim quả trứng gì? Cả nhà cái gì mà một người ai trời đất ơi Bùi ơi, cái con cừu mất rẫy nó đạp cục lúa của mình kìa. Trời ơi con mất rẫy. Không sao Cam đâu, bình tĩnh em, bình tĩnh. Chị có nghĩ em đến xử nó không vậy? Thôi đừng. Em ơi, Mua ơi, cái bật lửa làm đi Mua. Thành tựu bật lửa. Chưa được, phải có. Được rồi, oxygen. Chưa, em phải thắp sáng cái cánh cổng chứ không phải là em thắp sáng bình thường, hiểu không? Hả? Ủa? Tức là em phải đốt, em phải đốt vào cái cánh cổng nè đời, cho cánh cổng nó mở ra. Tại em đọc kỹ cái giọng đó đi, thắp sáng và đi tiến vào cánh cổng nè đời, thấy không? Oh my god. Ôi trời. Hai cục oxygen đó mọi người ạ. Hai cục. Cho mấy gỗ đi. Cần gỗ nhiều quá à. Để tí nó đào á. Ở giờ có đá lửa không? Rồi. Mày có đá lửa không? Hết chưa. Trời. Cái gì anh? Anh em có đá lửa mà anh em đòi làm oxygen. Làm có rồi. Có luôn rồi hả? Ghê rồi. Có rồi. Trời ơi, đi lên khổ quá, đi xuống thì còn đang chứ đi lên khổ quá trời. Thôi bị nhức đầu đi. Trời ơi, sao còn xa vậy trời, nhức đầu. Lúa chín rồi, xin ơi, lúa chín rồi. Một cục lúa đã chín rồi nè. Wow. Ai cho xin cái que đi. Cho xin cái que. Yeah, xin thôi, mình đã tiến vào nether rồi. Thôi mình đi về đây mọi người, tại bên nether này không có gì làm hết. Ok. Tiếp theo chúng ta cần làm giáp kim cương và đi theo mắt của Ender à. Thế như chúng ta vừa được thành tựu gì đấy rồi đúng không? Có đồ đúng rồi. Bật lửa. Bây giờ mình Giáp kim cương mình ủa gì vậy? Gì ồ giùm nổ. Cái là nói sau rip bơi nhiều ta. Oh my god. Em có rip bơi dưới này anh kia tôi. Em go. Kìa có con creeper à, con cái skeleton đầu kia kìa. Đây rồi. Anh chị em cứ chờ xíu để sắp có thành tựu nè. Thành tựu thêm liền, trời ơi. Giết vào Sam ơi. Đây, mày này, trời ơi, sao mày trâu bò vậy con? Ấy, trời ơi, một gia đình bò rùa luôn trời. Oh my god. Hay. Creeper kìa, à quên, skeleton. Oh no, ra nhiều creeper quá. Ủa đây nhiều vậy? Nhiều luôn á, nhưng mà nhiều nữa. Nấu đi bạn, nấu đi. Sao tôi biết đây là cái địa hình xấu nhất tôi từng biết. Ôi, thì tôi nhẹn nó quá lâu. Đó, đây là dưới này con nhẹn rồi, từ, bình tĩnh. Để tôi dùng cái tôi nhẹn thôi. Bình tĩnh, dưới này sắp chết rồi chị. Sắp chết rồi. No, đồ của tôi. No, mà đồ. Trời ơi, đừng có bắn nhẹn hả. Để em xuống, lấy tôi nhẹn cho cặp. Ủa, hai người chết rồi. Cứ sao. Mất hết rồi mọi người ơi. Gì vậy mọi người? Mất hết rồi, kim cương sắc đồ mất hết rồi. Bình tĩnh, xuống lấy thôi, xuống lấy thôi rồi. Trời ơi, nó có lava nó bị cháy lava dưới trời. Trời. Trời ơi, hồi nãy sao kêu mọi người cắm kêu Sam cắm nước sao không cắm Sam? Cắm rồi, cắm hai cái đuốc rồi bên cạnh đó anh. Nó lấy gì mà mọi người chốt chết chỗ thiên địa vậy mọi người? Trời ơi, gì mà chết chỗ gì kỳ mọi người.
quá à. Trời ơi, tự nhiên bùm cái ngay nguyên người là hổ lava đứng cạnh luôn. Trời đất ơi, trời ơi, không biết mấy chất nổ nữa không ui. Quay lầm được đồ tôi không? Tôi không lầm được đồ có sao rồi, tôi lầm được cái cúp kim cương với lại kim cương rồi. May quá, cái gì mất cũng được, trừ hai cái này đừng mất. Please, trừ hai cái này ra, đúng vậy. Ok, rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là chắc là chỉ làm được nhiệm vụ trồng trọt thôi. Oh my god, có ai làm được chỉ không? Ủa em tưởng nó có dính nhìn có chị chứ, không có chị hả? Anh bị nổ đó, xong rồi tôi nhỏ nó rơi ra hả? Trời ơi, mất hết trời. Mọi người ơi, chào chị. Ở đây có một cái nhiệm vụ gọi là lên thuyền sau đó thả trôi với một con dê, nhưng mà con dê là con nào? Chị có thể thả trôi bất kỳ con vật nào cũng được. Chị đã thả trôi với con kiều rồi mà sao không được nhỉ? Con dê hả? À, hình như con dê là cái con mới của Ma Quáp. Cái con đó ít người đi á. Trời ơi, làm từ nãy giờ tôi cứ lên thuyền tôi chèo một mình, xong rồi tôi lại cho con kiều lên thuyền xong tôi chèo mà tôi không làm được. Cái thành tựu này cay thế nhở. Mà mọi người biết tao mới thả trôi ở đâu không? Ở đây. Trôi đâu? Đây nè. Cái tại sao mọi người trồng lúa tiết kiệm vậy, mọi người hay trồng lúa rồi là nó nhiều quá xíu không? Không có lúa, em chờ. Chính lúa nè. Với cả là mọi người để cái ái làm gì vậy? Để cái gì ta? Để cái bột xương làm gì vậy? Ồ, đúng rồi. Có quá tèo. Trời ơi. Đồ hoa là nhiều đẹp nè. À khoan. Để chắc ăn mình sẽ để những cái thứ quan trọng ở lại. Rồi sạch gỗ luôn, có miếng gỗ luôn. Giờ sao? Ít gỗ rồi á mọi người. Mình nên để những cái thứ quan trọng ở lại các bạn. Nè, con mì miếng gỗ ở đây. Ê, tính ra khoan. Mì lấy giờ lên trên kia chặt phải nhiều có nhỏ. Chưa chặt hả? Mà đúng hết rồi. Ôi, trên kia có skeleton. Trên kia có skeleton. Skeleton. Oh my god, nó đang nấp kìa. Oh my god. Để em lên với con skeleton này cái. Ứng tạo nha mọi người. Ôi, chị biết gì không ui? Sao em? Con skeleton không giết em mà chị đẩy em á chị. Ủa? Hóa ra môi là skeleton. Trời ơi. Đây, xuống, đẩy xuống đi anh. Để em đánh hội đồng á. Ok, rồi có một xương rồi, may mà tôi đã vứt những cái đồ là không quan trọng ở nhà rồi đó. Chứ không là bây giờ là xong rồi đó anh em à. Ok, rồi tôi sẽ cắm đuốc ở đây nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta có một xương thêm rồi anh em ơi. Trời ơi, một mình tôi xử con skeleton luôn. Bà đẩy ông đồ xuống đây bà xử gì vậy? Tôi biết mà. Em nghĩ bồng xương anh. Đâu có đâu, vừa đánh chết rồi nè. Ok mà. Đó, xong lúa nè. Trời ơi, bây giờ mình nhìn thấy lúa mọc nè, trời ơi, trời mừng quá. Ok, Sam ơi, anh có bánh mì cho Sam nè. Đây là nó có mổ à. Cái đất này là không có một miếng gọi là gì đó. Trời đất ơi. Anh chị em ơi, tôi có gỗ cho anh chị em đây. Trời ơi, gỗ kìa, mừng quá. Ôi trời ơi. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh. Mày chết chắc rồi con. Ôi trời ơi, yêu quái nó nhiều dữ bay. Ôi trời ơi, yêu quái, ngủ không đâu. Ngủ không luôn. Trời ơi, nhìn bên kia, anh nhìn bên kia kìa, nhìn bên kia. Trời ơi, như mấy con kìa, khà nổi nó. Ôi trời, ghét giống như mấy con luôn. Ồ. Ai thêm một binh lính xuống đây. Wow. Ôi, già đau quá. Ui, em là binh lính gọi là xin mấy đa này. Wow. Nó bắn mình áo, trời ơi bọn này. Mọi cái thành tựu mới chưa? Ok. Hôm nay đi tìm nhện nè, nghe tiếng nhện chưa? Nghe tiếng nhện chưa? Cái con nhện này, cái con nhện kìa, đang bơi kìa. Con nhện đang bơi. Ôi nhưng mà đông lắm Sam ạ. Cái này đông quá, trời. Rớt xuống cái lăn cả luôn á. Ok. Ôi dồi, nhưng mà chết đuối. Ây da. Nửa tim ở đây mày. Nghe sim nghe khổ sở dữ vậy. Trời em bị kẹt dưới kia. Trời ơi, em tôi lật đổ vô trong này. Ê, con skeleton. Bắn spider. Ây da. Trời nó bắn em liên tục. Kill spider, lấy. Oh my. Hình như là có một nhiệm vụ câu cá đúng không mọi người, Đúng rồi. Ôi, skeleton đâu rồi? Ô creeper nữa, trời ơi, nhiều con quá à. Ui, chết rồi. Con nào đang chết đuối mà sao nghe sọc. Đây, đồ này. Ây,
Trời ơi, con nửa tim, nửa tim, nửa tim. Ok. Hello chị, em vừa trở lại mặt đất. Xin chào mặt đất. Lấy đồ em, vì đồ em rất là nhiều gỗ mà có thể chế tạo thêm đồ á, mọi người phải lấy thêm đi. Ok. Chiến binh này có vẻ không thích hợp lắm. Chiến binh vừa đi xuống xong đã đi lên rồi. Ok, chiến binh này hơi già. Thôi được rồi, thế thì đổi chiến binh đi để Camui đi xuống cho. Ok, mà chiến binh Camui đi xuống. Em là em chịu rồi. Từ từ, chiến binh Camui phải chế tạo cái Wow, chiến binh Simi đã được gọi là ngụy trang bằng những cung tên rất là xinh đẹp ở trên khuôn mặt và cả vai của ấy. Wow, thang máy xịn thò. Chạy lưng ăn kìa. Được ăn mà, đói quá. Ok, rất nhiều nhện ở đây. Ôi, thịt zombie nó không được, nó không ăn tăng máu hả? Dạ. Không, thịt zombie ăn em phải full nấy mới hồi máu được. Ôi, cắm đuốc vô Sam ơi, What's up bro? Đây. Ok, bây giờ chúng ta đã có được gọi là... Bây giờ là chúng ta sẽ chế tạo được cái gì ta? Cái cần câu này mọi người. Ok, rồi đây. Mình sẽ cho mọi người thấy là kỹ năng câu cá siêu vip bờ gồ và nhân phẩm siêu đỉnh cao của gồ. Nhìn đây. Hey. Trời má, thịt zombie của chị mèo. Cô được mèo rồi. Em là Gấu Tuyết, oh my god. Đúng rồi, chỉ là tên mèo thôi. Ok, Rô, bây giờ sau câu này cái sách phép là tuyệt vời luôn á Rô, có thành tựu mới. Ủa câu này cái sách phép à? Câu là sách phép là đỉnh lắm luôn á mọi người. Đúng rồi. Đó. Câu được con nồng nọc. À không, con cá lai. Cá nóc. Có số không? Rô có mà. Có nè. Con cá nóc này có thả ra không nhỉ? Không, cá để trong xô cơ. Không, cá để trong xô mới thả ra được, còn cá này để ăn. Đừng ai gõ tôi nha, tôi còn có nửa tim mà. Oh, con cá nè. Wow. Để lại quá tôi nha, tôi còn có nửa tim thôi á. Ơi, cái ơi. Cái độc của con cá nóc này cắn đâu thế chưa gì mình còn có nửa tim mà. Ôi, chim mi nó đang ở dưới đấy á. Em vẫn đang có một cái niềm tin bất diệt là mình sẽ câu được sách phép. Đưa em cái cục con cá để em gọi là gì ra để em nướng cho. Hi, thank you. Đúng rồi, cá nướng được mà quên mất. Mình vẫn đang có một niềm tin bất diệt là mình sẽ câu được sách phép mọi người ạ. Thành tựu tiếp theo sau câu cá là gì mọi người? Thành tựu tiếp theo anh là cần cái xô đó, là múc con cá lên á, nhưng mà phải có cái cơ. Câu cá mà không cần dùng ấy à? Mà con cá kia nó khác không? Cá kia phải ở dòng sông cơ, chứ đây làm gì có sông. Ê mọi người, mình dùng cần câu, mình câu được một cần câu khác nè, có ai dùng không? Trời. Sao cái thành tựu gì kỳ vậy? Câu một cái cần câu ở dưới một cái hồ nhỏ xíu vậy, alo. Tôi dùng cần câu đấy, không có cần câu khác các bạn ạ. Còn đây là câu mọi thứ trong một blog. Chào mừng các bạn đến với Minecraft. Yo. Ai có ai xe lớp của mình sao rồi? À vẫn sống à? Em vẫn sống. Sao vậy? Những người đi mai thường hay có một cái hiện tượng lạ mà em lâu lâu mai cái tự nhiên thấy mình xuất hiện trên đây. Tự nhiên teleport ai biết gì đâu. Rồi em đã xong. Đưa cá. Wow. Đòi cá, cá rồi. Thank you. Trời ơi, em là gọi là vai trò nấu ăn gọi là trong cái trong cái này. Cooking mama. Thôi bị ngon luôn, trời ơi. Ây da, sao nãy giờ ăn đồ của Sim đau bụng của ta. Ây da. Dồ chi yêu quá à. Bố đừng có ăn đó nha. Trời ơi, bố đói đừng có ăn nha. Trời đất ơi, quỷ sứ. Ai có được ăn là cũng chơi đó trời. Đừng có tin được luôn tay, người ta không có ăn đâu nào. Người ta ăn đất đá nè. Mệt ghê. Em nướng cá đâu cho em đâu có rải gì đâu. Mà anh bảo mình đau bụng. Trời ơi, đất ơi. Cái bụng là cho cái lõi nha, mẹ em nha. Trời ơi. Ero ơi, sao cái gì chị câu nó cứ bảo người em hết vậy đâu. Em đâu biết đâu. Trời đất ơi. Bây giờ mình và Camui đang hy vọng là hai người sẽ câu được một cuốn sách phép ở đây mà bà hy vọng sẽ câu được. Quanh hy vọng đi cái sao rồi. Em cũng thấy chị đó. Mười câu nhiêu vô người mình hết luôn. Trời ơi, mấy bạn với cái đói đúng không? Lên đây mình nướng gọi là 5-6 con cá cho mấy bạn ăn này, nhiều cá lắm. Trời ơi, mấy bạn ý mà. Trời ơi, đến bedrock rồi.
Tôi thấy bét rắc rồi cả nhà ơi. Trời ơi, tự nhiên có cái cây này che mưa che nắng khủng ghê ấy trời. Ê đúng Linh, mọi người mình bảo cái cây nó không bao giờ mọc, xong giờ nó mọc luôn mọi người. Linh ghê á trời. Linh gì mà Linh, anh bón phân cái đó á. Ủa vậy hả trời, đất ơi, cái đất nó nó. Ủa anh bón lúc nào sao em không biết vậy? Ờ ha. Hả, hồi nãy em thả câu em bón mà, chứ mấy hả, em có gì thấy chứ. Trời đất ơi. Đó rồi. Rồi mời tất cả mọi người tới đây, tới đây, tới cái lò để tôi phân phát đồ ăn, phân phát đồ ăn, phân phát đồ ăn. Mọi người sẽ có hai con cá. Nhầm. Ok, xếp hàng. Rồi ok, mọi người sẽ kiếm mỗi tay giờ muốn lấy lương thực và xếp hàng nữa mấy. Mọi người sẽ có hai con cá, mọi người sẽ có hai con cá. Đấy, ok. Đây, ok. À. Nó ngoan dễ sợ. Cắn câu đi cá ơi. À đó, cho tép ơi, cắn câu đi cho tép ơi. Mấy người chị em mình đều thả mà sao nó lâu lên đấy nhở? Cả hai người luôn á. Ờ à, nè Sam ơi, có tờ nhện không? Em làm thêm cần câu đi. Có thể là ba người câu đó sẽ tỷ lệ ra nhiều hơn. Để nó ra có đúng một cái tờ nhện sao làm cái cần câu. Ờ á. Thôi cho bạn nè, bà làm gì làm. Thôi làm cái sợi chỉ. Ê lấy cái kéo cắt cái con cừu ra, xong rồi từ cái lông cừu ra thành cái chỉ. Ờ ha. Muốn sắc đâu? Rồi. Sắc gì mà mày phải sắc là gì? Bây giờ nhặt được gì á? Này sắc là gì? Sắc cho mày xem. Mọi người câu cá đi, em là người nấu đồ ăn cho mọi người. Ok. Ê mọi người ơi, mình câu từ dưới nước lên một cái bình nước mọi người ạ. Yeah, có bình nước để uống nước đây, cho em bình nước thì đem múc nước. Ui. Uống nước lọc thôi. Nhầm. Phong thủy đông hợp rồi đúng không? Ồ, tôi thấy tôi câu lên được bình nước rồi, thấy là cái tỷ lệ là ra sắp phép đang chuẩn bị nhiều rồi đó anh em ạ. Ồ. Bình nước suy ra sẽ là thuốc phép, thuốc suy ra sắp phép. Sao tự nhiên đứng câu như thế này tôi thấy tội hố nước không mọi người? Hố nước ba cái câu. Một cái nước chiếm chiếm lại gần câu. Còn người nữa đúng không? Sao có cần câu chưa? Chưa. Dạ. Sim ơi, lấy lông đồ cao được. Con kêu kia. Mà người ấy đi. Đây đang làm sắc, Sim bảo cần rác làm chi nè, em biết không? Lên. Lên. Úng ba la smo cana chi muội. Rồi vô người tôi tiếp. À Sim lấy sắc làm kéo. Ơi. Làm kéo đi em. Không mà cứ để vô người tôi chứ xíu tôi quăng cái cho. Ê tôi quăng lại cho bà Mimi xong rồi tôi lượm lại má. Gái, làm sắc em gái. Trời ơi, cừu đẩy Sim kìa. Ủa có chắc là lông cừu làm được tơ không vậy? Được mà. Bà Baby. Đứng gần luôn là trời, đứng sát luôn là trời. Anh mọi người okay. Bây giờ câu sao giờ? Còn giờ hai cây mọc luôn mọi người, giờ sao mọi người? Đây, thấy cái kéo rồi nè. Thầy làm cô xuống đây chị cắt lông em nè. Gì vậy? Trời ơi. Rồi xong trần trụi. Ai sao nãy giờ tôi thấy nhìn là cái cừu lạnh lẽo á. Cừu lạnh lẽo thì sao? Xin lỗi em nha, nhưng chị phải bắt buộc thôi. Là chị cháu em. Trời ơi, bà nào nói làm được cái từng tơ vậy? Làm được cái gì đâu, làm được cái bằng đạp á. Tơ nào đây? Trời ơi, xin lỗi cừu vô đây chị đắp lông lại đi. Em lạnh không? Trời ơi, nhìn em nó ghét lắm chị. Trời ơi, cừu nhìn em. Đưa em cái lông này để em làm cái này, đem gỗ luôn. Em đắp lại nó thôi. Chứ nó nhìn chị, nó nhìn sợ quá, tí nó tự chết. Đưa em ba cái, đem ba cái lông luôn á. Trời ơi. Đem gỗ luôn. Đem gỗ luôn. Nó lại lông lại luôn. Mình chờ nhận ra một điều mọi người ơi. Gì dạ. Nè đi. Đó chính là cái nhiệm vụ này là mình phải phù phép tại bàn phù phép, chứ mình không phải là phù phép bằng cuốn sách mình câu được. Ngồi ra đây câu nè. Bỏ ra ông rô đi chứ chị câu đây là vô đồ ông rô mà. Ok các bạn à, có vẻ như là mình phải kết thúc video tại đây. Trời ơi, tôi nhầm anh em những cái thành tựu này. Cái thành tựu này là phù phép tại... Ủa đi ngủ. Ủa đi ngủ à. Thành tựu hả mọi người? Ủa gì dạ? Ủa đi, đi ngủ thành tựu hả mọi người? Đây, cắt con tép là sẽ cho em nè, chị lấy không nè, chị đi ngủ đây, cho chị mệt quá rồi em. Ờ, à, mệt quá. Ủa đi ngủ thành tựu hả? Ủa đi ngủ thành tựu luôn, mọi người này mới biết nha. Đây, em đi ngủ. Ok em ạ, vẫn giống như tập trước, chúng ta lại kết thúc bằng một bữa đi câu cá hoặc là chiêu qua đây mà. Nhưng mà lần này thì chiêu em một cách khác, dưới một tán cây, gọi là đỡ mưa hơn, đỡ nắng hơn. Và lần này thì tôi lại nhìn nhầm cái thành tựu ở đây, mà thành tựu này là thành tựu phù phép uống đồ tại bàn phù phép. Mà tôi quên mất, tôi và tôi đứng câu nãy giờ là đứng câu vậy.
Và nếu như các bạn đã thấy video này thì đừng quên là một like, một share, một share cái gì mà comment trên kênh YouTube của Chido Vision. Để với những thông báo kế bên đăng ký để nhận thông báo mỗi khi Chido ra video mới. Chúc mọi người sớm được 2 triệu subscriber nha mọi người. Và các bạn đừng quên hội chị em của Hero Team còn có Camu TV, Maximi, Sammy và Mimi TV nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp. Bye bye. Bye bye.